quý vị khán giả đang theo dõi trong chương trình ngày hôm nay thì đầu tiên thì tôi cũng rất là vinh dự được đến đây và có một cái bài trình bày chia sẻ về một cái phân nhóm trong thư vú một cái phân nhóm cũng rất là quan trọng à, tuy nhiên thì cũng trước khi trình bày ấy, thì chúng tôi cũng phải lưu ý hai vấn đề thứ nhất đây là chương trình về tâm điểm ung thư và chúng tôi có đưa các thông tin về cập nhật trong quá trình điều trị à, các cái thông tin cập nhật này thì có thể là các cái thông tin rất là mới hoặc là các cái xu hướng điều trị được cập nhật trong cái thời gian vừa qua. Tuy nhiên khi chúng ta quyết định lựa chọn các vấn đề điều trị thì sẽ dựa trên các cái khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam hiện hành cũng như là các cái vấn đề liên quan đến cái việc mà điều trị cho bệnh nhân ung thư vú trong cái đã được chấp thuận trong cái thời điểm hiện tại và bài trình bày này thì chúng tôi tập trung vào hai ý chính một là các vấn đề liên quan đến việc mà điều trị cho ung thư vú dạng sớm có cái đặc điểm hơn hai dương tính đó là cái vấn đề về việc mà chúng ta điều trị bổ trợ trước hay chúng ta bổ trợ sau khi phẫu thuật và các cái xu hướng về điều trị nâng và nâng hạ các cái bậc thang bậc trong điều trị ung thư vú hơn hai dương như chúng ta đã biết thì về việc điều trị thì trong quá trình nghiên cứu cũng như là thực hành lâm sàng thì có một cái xu hướng đó là cái việc mà chúng ta sẽ phải cá thể hóa bệnh nhân để chúng ta lựa chọn cái phương án tốt nhất đối với bệnh nhân mà có nguy cơ cao thì cái việc mà nâng bậc thang có thể giúp cho bệnh nhân kéo dài cái thời gian sống thêm cũng như nâng cao hiệu quả điều trị và cái việc xuống thang đối với những bệnh nhân nguy cơ thấp thì có thể tiết kiệm được nguồn lực giảm đi các cái tác dụng phụ và đồng thời vẫn đảm bảo được cái hiệu quả điều trị là tối ưu trong cái bài trình bày này thì chúng tôi sẽ đề cập đến các cái vấn đề liên quan đến việc cái xu hướng trong cái điều trị ung thư vú hai dương về mặt kinh điển thì các cái liệu pháp đầu tiên là các cái liệu pháp tuân bổ trợ có nghĩa là chúng ta điều trị trước khi mà chúng ta can thiệp các cái biện pháp như phẫu thuật thì các nghiên cứu tổng hợp cho thấy rằng cái việc mà kết hợp với chất một thuốc kháng hơ hai kinh điển hiện nay chúng ta cũng sử dụng hết sức là phổ biến thì đem lại cái hiệu quả hết sức là rõ ràng trên tất cả phân nhóm dù là bệnh nhân có thụ thể tiết dương tính hay có thể tiết âm tính và chúng ta thấy rằng là trong cái phân nhóm mà cụ thể tiết âm tính hô hai dương thì cho thấy cái kết quả điều trị có vẻ là cho đến cái đáp ứng pcr là cao nhất cái đáp ứng pcr này thì phải nói thêm đó là cái việc mà sau khi mà chúng ta điều trị tân bổ trợ bệnh nhân được phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ được làm các cái xét nghiệm mô bệnh học và nếu như có đáp ứng hoàn toàn trên mô bệnh học thì được coi là đạt được cái pcr À, thế thì liệu pháp tân bổ trợ thì đã mang lại một số cái lợi ích trong việc quản lý ung thư vú giai đoạn sớm à, như chúng ta cho phép đánh giá được cái đáp ứng sớm, tăng cường được các lựa chọn điều trị phẫu thuật và cũng như là cho phép điều trị sớm các tổn thương vi di căn. Thì hiện nay thì các hướng dẫn của các hiệp hội ung thư lớn à, thì đều à, cho thấy rằng có cái xu hướng là là chúng ta sẽ lựa chọn điều trị tân bổ trợ cho à, các cái nhóm bệnh nhân ở các cái giai đoạn à, khác nhau. À, ví dụ như với ở San thì cái khuyến cáo là chúng ta sẽ điều trị tân bổ trợ cho cái nhóm bệnh nhân à, giai đoạn 2 có hạch dương, giai đoạn 3 à, và cái nhóm này sẽ được điều trị hóa trị tân bổ trợ bộ đôi chatsumap kết hợp với pertuzumab. Với khuyến cáo ESMO thì hóa trị tân bổ trợ cho các cái loại ung thư mà nhạy với hóa trị và u kích thước lớn 2 cm và hoặc có hạch nách dương tính và à, hoặc là bệnh nhân có thể tam âm hoặc là có hơ hai dương. À, thì đấy là những cái nhóm mà à, sẽ được ưu tiên điều trị hóa trị à, tân tân bổ trợ. Thì đây lưu ý đây là nói đến cái việc mà hóa trị tân bổ trợ nói chung à, cho các cái nhóm nguy cơ cao. À, với khuyến cáo NCCN thì cái nhóm hơn hai dương tính thì nên được hóa trị à, tân bổ trợ. Và các phác đồ có pertuzumab tân bổ trợ à, sẽ sử dụng khi mà u lớn hơn bằng T2 hoặc là có hạch dương Uh, thế thì có hai nghiên cứu quan trọng về cái việc mà trastuzumab phù hợp với pertuzumab trong điều trị tân bổ trợ uh, ung thư vú dạng sớm hơn hai dương đó là nghiên cứu NeoSphere và uh, Chifina. Thế thì hai nghiên cứu này thì uh, đã cho thấy rằng cái kết quả uh, điều trị uh, của cái việc mà dùng pertuzumab kết hợp trastuzumab uh, sẽ cải thiện được cái EFS so với những bệnh nhân chỉ được điều trị bằng trastuzumab ở cái đoạn tân bổ trợ. Uh, thì đây cũng là uh, cái uh, những cái nghiên cứu để đến uh, trong cái mốc thời điểm tháng 9 2013 thì FDA đã nhanh chóng chấp thuận sử dụng Pertuzumab kết hợp trastuzumab uh, và hóa trị uh, trước phẫu thuật, tức là điều trị tân bổ trợ. Và uh, trong này thì có một số các phác đồ và chúng tôi tạm chia ra hai nhóm là có anthaskin và không anthaskin Thì cái phác đồ TCHB không anthaskin đi kèm uh, thi điều trị thì đi kèm lại cho cái pcr là cao nhất và À, tránh được cái 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 antacid độc với tim mạch và được coi là an toàn hơn. À, thế thì những cái việc mà điều trị à, nâng hạ thang ấy, thì nó cũng bao gồm cái việc mà sử dụng các phác đồ mà có hay không có antacid. Thế thì à, cái nghiên cứu trên 2 thì tân bổ trợ à, có hoặc không có antacid khi sử dụng kháng kép hơn 2 thì à, cho thấy rằng à, cái việc mà à, chúng ta điều trị các cái phác đồ ở à, không có kháng kép H2, à, có kháng kháng kép h hai mà có hoặc không có alfacelin thì uh, người ta cũng thấy rằng là có cái kết quả về cái ifs và OS khá là 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 là, là, là tương tự và uh, cái các cái việc mà không thấy có cái lợi ích khác biệt ở các cái trong các phân nhóm uh, thế thì uh, uh, dựa trên các cái dữ liệu nghiên cứu ấy, thì người ta sẽ phân tích các cái nhóm bệnh nhân. À, có bằng chứng à, nguy cơ cao, cao hơn thì người ta sẽ sử dụng antathalin và những cái nhóm mà nguy cơ thấp thì à, cái việc mà à, chúng ta có thể sử dụng các phác đồ không antathalin. À, thế thì à, một cái trong hội nghị à, SDB SABCS 2023 à, kết thúc vào cuối năm vừa rồi à, thì à, có một cái nghiên cứu về đời thực thì đã à, cho thấy là cái việc mà chúng ta à, phân tích những cái bệnh nhân mà được sử dụng TCSP có nghĩa là phác đồ Uh, có bộ đôi uh, kháng hơ kết hợp với lại hóa trị không anthacycline thì lại cho cái tỷ lệ đạt vt pcr cao và tương đương với lại các cái thử nghiệm lâm sàng uh, và uh, cái trong nghiên cứu này thì cái phác đồ đối chứng đó đó là chính là phác đồ ac dhp uh, phác đồ vừa có anthacycline vừa có taxan uh, kết hợp với độ bộ, bộ đôi hp uh, thì uh, uh, trong cái nghiên cứu này uh, thì cho thấy rằng là cái về vừa về mặt hiệu quả À, lại còn có cái cái vấn đề liên quan đến vấn đề về chi phí uh, của cái việc mà để đạt được cái PCA uh, đấy thì cũng rất là 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 tốt ở cái nhóm mà TCSP. Uh, và cái hiệu quả uh, cái DFS thì uh, cho thấy rằng là uh, cái nhóm TCP là có cái ưu thế rất là tốt và không uh, có khác biệt so với phân nhóm còn lại. Uh, đặc biệt là giảm được cái độc tính về tim ở cái chỉ số và phân số tông máu thất trái. À, đây cũng là một cái 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 thông tin có thể là chúng ta áp dụng được ở trên lâm sàng. Và đây thì cũng là một cái tổng kết uh, uh, trên dữ liệu đầy thực ở cái nghiên cứu nêu Power thì uh, cái phác đồ có sử dụng cái phác đồ TCHP thì người ta thấy rằng là các bệnh nhân có cái thụ thể ở tiết âm tính và cái ký số 7 lớn hơn 30% thì Uh, cho cái kết quả là tỷ lệ đạt được cái PCR thì cao hơn các cái cái phân nhóm còn lại thì uh, ở trên các kết quả nghiên cứu này thì cũng uh, một phần là sẽ góp phần là chúng ta cá thể hóa các cái 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 nhóm bệnh nhân điều trị và lựa chọn các cái nhóm bệnh nhân điều trị uh, cho cái kết quả mà tối ưu uh, và đây tiếp theo là cũng là một cái dữ liệu đời thực đã được cập nhật uh, uh, trong năm vừa rồi uh, và người ta thấy rằng những bệnh nhân thụ thể ở tiết âm thì có cái uh, PCR lên đến 70% so với 40,9% ở cái nhóm còn lại và việc cá thể hóa điều trị thì sẽ được uh, tiếp tục nghiên cứu Thế thì cá thể hóa điều trị ra sao thì chúng ta um, trình bày ngay từ đầu ấy, đó là cái việc mà hóa trị kết hợp với lại uh, uh, giữa Taxan, Antascline uh, kết hợp với Chasumab một năm uh, thì nó là cái điều trị uh, tiêu chuẩn trong khoảng vài chục năm trở lại đây uh, Thế tuy nhiên thì nếu chúng ta điều trị ít hơn thì uh, có thể được coi là chúng ta đã hạ bậc và chúng ta cần phải điều trị nhiều hơn vậy, nhiều hơn thế thì uh, coi như một cái điều trị tăng bậc và cái hiệu quả điều trị thì sẽ uh, phụ thuộc vào tùy từng cái 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 phân nhóm mà chúng ta áp dụng. Uh, thứ nhất là về hạ bậc ấy, thì cái phác đồ không antaslin uh, thì như chúng tôi đã 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 trình bày ở trên uh, là kể cả kết hợp với bộ đôi uh, perher thì cái việc phác đồ không antaslin cũng cho thấy rằng là uh, cái hiệu quả cũng cũng vẫn rất tốt trên các phân nhóm điều trị tân bổ trợ. À, và một lát nữa thì chúng tôi sẽ trình bày thêm cả các cái nghiên cứu về cái việc mà điều trị bổ trợ à, thế thì uh, hiện nay thì người ta sẽ thấy rằng là cái việc mà điều trị chát du mát là cái điều trị chuẩn uh, một năm thì liệu rằng chúng ta có điều trị ngắn hơn được không thì cách đây khoảng 5 năm thì uh, các cái nghiên cứu uh, về không kém hơn uh, giữa cái việc mà chúng ta điều trị chát du mát tiêu chuẩn một năm với lại uh, 6 tháng thì uh, ở trong nghiên cứu uh, Persephone thì cũng đã cho những kết quả đầu tiên rằng là trong trên một số phân nhóm thì cho cái kết quả điều trị thì không kém hơn và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng quan tâm đến một nghiên cứu nghiên cứu APT làm cái liệu pháp xuống thang đối với ung thư vú có cái nguy cơ thấp với cái kích thước u nhỏ và có cái đặc điểm hơn hai dương tính thì nghiên cứu này thì người ta điều trị pacienta cell hàng tuần kết hợp với chaduomab 12 tuần và sau đó là người ta duy trì chatumab chu kỳ 3 tuần thêm 12 đợt nữa đủ một năm điều trị với nghiên cứu này thì các cái bệnh nhân thì sẽ 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 có hạch âm tính và u thì cũng nhỏ Thế thì những nghiên cứu này thì cập nhật kết quả điều theo dõi sau 7 năm thì thấy rằng là các cái kết quả rất là rất là ngoạn mục với chúng ta biết rằng ở thời điểm 3 năm cái IDFS lên đến 100% và khi theo dõi đến 7 năm thì IDFS cũng lên đến 80 vẫn còn đến 80,8%. điều này cho thấy rằng cái việc mà chúng ta điều trị tối thiểu trên cái nhóm bệnh nhân có cái nguy cơ thấp ở kích thước u nhỏ thì có thể mang lại các cái kết quả cũng tương tự như các cái điều trị tiêu chuẩn và cái việc bổ trợ cái phác đồ hàng tuần Paclitaxel kết hợp Chatsumab thì có thể cân nhắc với cái nhóm bệnh nhân hơ 2 dương giai đoạn T1 là 0 mà không có nguy cơ thấp đặc biệt là những bệnh nhân không đủ điều kiện điều trị những phác đồ bổ trợ tiêu chuẩn khác do các cái bệnh lý phối hợp. À, tuy nhiên thì khi mà đưa ra cái nghiên cứu này thì chúng ta cũng phải thấy rằng là với các cái hướng dẫn điều trị tiêu chuẩn hiện nay, việc điều trị chatumab đủ một năm thì vẫn là điều kiện điều trị điều trị tiêu chuẩn và với các cái bệnh nhân mà ứng dụng trên thực hành lâm sàng hiện nay thì chỉ trừ các cái bệnh nhân mà có những cái điều kiện hết sức đặc biệt ví dụ như là À, bệnh nhân quá là già yếu à, không đủ sức khỏe để chúng ta có thể điều trị những à, phác đồ tiêu chuẩn thì à, có thể điều trị các phác đồ rút gọn à, à, hóa trị cũng như là là, là 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 rút gọn về mặt hóa trị không anthratin và dùng à, paclitaxel tuần. À, thế thì à, các cái cá thể hóa điều trị tiếp theo à, đó là một cái nghiên cứu trong năm vừa rồi cũng có à, rất nhiều các cái, cái 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 tiếng gây rất nhiều tiếng vang à, đó là cái nghiên cứu phương gen Đấy, nghiên cứu này thì uh, uh, dành cho những cái nhóm mà bệnh nhân mà người ta nghĩ rằng là uh, có thể điều trị bộ đôi pơ hơ và uh, theo dõi uh, không mà không cần theo dõi PET CT mà cũng không, không cần sử dụng ngoại đến hóa trị. Uh, thế thì ở đây thì đây cũng được coi là một nghiên cứu mà uh, xuống thang. Uh, tuy nhiên thì với cái phác đồ mà kết hợp bộ đôi pơ hơ cũng rất là đắt tiền. Uh, mặc dù là Việt Nam chúng ta thì cũng đã có thuốc. Uh, tuy nhiên thì với cái phác đồ này thì hiện tại là chúng tôi cũng chưa thể áp dụng được do các cái hướng dẫn vẫn còn chưa đầy đủ cũng như các cái dữ liệu cần phải theo dõi thêm vắn tắt lại thì với cái nghiên cứu này thì người ta sử dụng cái PET-CT để đánh giá cho ba cái nhóm bệnh nhân và mục tiêu là chúng ta đánh giá rằng có nên là bớt hóa trị đi không thì với cái thiết kế rất là đặc biệt với cái nhóm a tiêu chuẩn để điều trị TCSP, tiêu tiêu chuẩn sau hai đợt thì sẽ đánh giá trước và sau hai đợt bằng PET CT và cái nhóm B group B là cái group mà chỉ dùng pH tức là không có hóa trị Và dùng bộ đôi kháng hơ và cái nhóm này thì có thể dùng kèm theo nội tiết nếu bệnh nhân nó thụ thể nội tiết dương tính và cái nhóm C là nhóm điều trị TCSP đủ 6 đợt và sau đó phẫu thuật thế thì các cái việc mà đánh giá sau hai chu kỳ thì sẽ dựa vào cái đáp ứng của bệnh nhân để mà điều trị tiếp. Ví dụ như uh, bệnh nhân mà không có đáp ứng với phác đồ pơ uh, hơ thì bệnh nhân sẽ được chuyển sang điều trị TCSP tức là phác đồ hóa trị có kết hợp với bộ đôi kháng hơ uh, và sau đó là uh, sẽ chuyển sang phẫu thuật Thì để đảm bảo cho cái việc mà các bệnh nhân đều được nhận cái điều trị tiêu chuẩn. Uh, thế thì uh, với cái nghiên cứu này thì hiện nay là vẫn còn đang tiếp tục theo dõi cái kết quả và kết quả IDFS 3 năm ở cái nhóm B, group B thì chúng ta thấy rằng là là cái nhóm mà không sử dụng hóa trị thì vẫn đạt được cái cái IDFS đến 98,8% ở thời điểm 3 năm. Thì đây cũng là kết quả cũng hết sức là là là, là ngoạn mục. Và tuy nhiên thì do cái thiết kế nghiên cứu là các bệnh nhân sau khi mà đạt được đáp ứng hay không đạt được đáp ứng thì cũng có những cái nhánh quay trở lại với lại các cái điều trị tiêu chuẩn. Vì vậy thì chúng ta cũng cần có thời gian để chúng ta có thêm các cái dữ liệu và hiện nay thì trong cái thực hành lâm sàng thì hiện nay chúng ta cũng chưa áp dụng à, về cái việc mà chúng ta điều trị hạ bậc thì là à, về cái việc mà không sử dụng cái phác đồ anthatlin hay là rút ngắn thời gian à, điều trị à, chalcromab hay là chúng ta à, bỏ rút bớt các cái hóa trị à, hay là chúng ta thậm chí là có nghiên cứu là bỏ cả các cái hóa trị toàn thân mà chỉ sử dụng bộ đôi kháng hơn thế tuy nhiên thì cũng sẽ có những cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta cần phải quan tâm và điều trị gọi là nâng bậc à, có nghĩa là chúng ta có phải phải sử dụng các cái phương án khác ví dụ như ức chế kép hơ 2 à, hay là à, các cái thuốc ức chế hơ 2 mở rộng như neratinib hay là các cái thuốc phức hợp ADC giữa hóa trị hóa chất và à, các cái thuốc kháng hơ à, ví dụ như tdm 1 hay là TDD. À, thế thì à, ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái hai nghiên cứu chính được cập nhật kết quả trong cái năm vừa rồi, đó là cái nghiên cứu Affinity cái thử nghiệm pha 3 kết hợp pertuzumab với trastuzumab trong cái điều trị bổ trợ ung thư vú her Hai dương thì cái việc mà phối hợp thêm pertuzumab thì lợi ích ra sao thì trong các nghiên cứu trong các cái năm trước đây thì các kết quả đã được cập nhật dần và đến, đến thời điểm 8 năm thì các kết quả của nghiên cứu Affinity cũng bắt đầu cho chúng ta thấy các cái cái sự khác biệt nó rõ ràng hơn trên toàn quần thể chúng ta vẫn thấy rằng là cái việc mà điều trị thêm pertuzumab so với lại chỉ sử dụng chatzumab không thì cũng chỉ chênh lệch là 92,7 với 92% thôi tuy nhiên thì đến, đến cái thời điểm mà 8,4 năm thì cái sự khác biệt đã được lên đến 2,6% và cũng giảm được đến 23% nguy cơ bệnh tiến triển và đặc biệt ở trong cái phân nhóm mà hạch dương tính thì cái sự khác biệt là được khoảng 4,9% với cải thiện 28% nguy cơ. À, trong cái nhóm mà hạch âm tính thì hiện tại thì vẫn không thấy có cái sự khác biệt giữa hai cái phân nhóm. Thì đấy là cái điều trị cái điều trị thuốc ức chế kép hơ 2 à, thì còn một cái liệu pháp nữa đó là việc mà dùng các cái thuốc ADC, thuốc phức hợp à, cụ thể là nghiên cứu Catherine bổ trợ TDM1 so với lại Trastuzumab trong ung thư vú Hoa dương và đã điều trị tân bổ trợ. Thế thì cái kết cục chính được nghiên cứu vẫn là IDFS và các cái cục phụ là OS. Thế thì phân tích lần đầu tiên ấy, năm 2018 thấy rằng là cái IDFS đã khác biệt là 88,3% so với 77% ở thời điểm 3 năm. Và OS thì cái khác biệt thì không có rõ ràng. Thế thì điểm qua nghiên cứu này thì tại sao là trong 2023 thì người ta lại có thêm cái kết quả cập nhật do cái thời gian theo dõi lâu dài hơn và do cái kế hoạch nghiên cứu thì người ta sẽ đánh giá cái IDFS lần 2 vào cái thời điểm 2023 và cái OS lần 2 cũng ở trong cái thời điểm này và đến đến sau cái thời điểm 12 năm thì sẽ đánh giá cái OS lần cuối Thế có nghĩa là trong năm 2023 thì cái IDFS là cái đánh giá kết quả lần cuối cùng đánh giá IDFS. Thế thì với cái IDFS phân tích cuối trung vị theo dõi là 8,4 năm, một, trong linh một tháng thì ta thấy rằng cái thời điểm ở thời điểm 7 năm cái sự khác biệt đã là 13,7%. Và sự khác biệt này thì nó rõ ràng hơn ở cái nhóm được điều trị bổ trợ của TDM1. Thì trong các cái phân nhóm IDFS thì thì cho kết quả DFS thì đều có thấy có ưu thế nghiêng về cái việc mà sử dụng tdm 1 Và hiện tại thì cái phân tích OS lần 2 trung vị theo dõi năm, thì cái OS khác biệt là 4,7% ở cái thời điểm 7 năm và sẽ có một lần phân tích cuối nữa vào cái thời điểm 12 năm và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi cái quả tiếp theo. Thế thì với các cái nghiên cứu trên thì Uh, cho chúng ta thấy rằng là cái, cái nghiên cứu Catherine ý, thì uh, thật ra là nghiên cứu này thì cũng đã được áp uh, uh, kết quả nhiều năm nay. Thế, tuy nhiên thì sau 8,4 năm thì cái uh, cái 1 ấy đã cho thấy cái cải thiện có nghĩa về OS và đây cũng là một cái kết quả mà cho thấy rằng uh, cái việc mà chúng ta có thời gian theo dõi lâu dài thì uh, sẽ cho thấy các cái kết quả nó rõ ràng hơn rất là nhiều và các cái vấn đề khác liên quan đến IDFS thì cũng đã rất là rõ ràng ở thời điểm 7 năm rồi và các vấn đề về độc tính tác dụng phụ và an toàn của cả hai nhóm thì không có các cái vấn biến cố gì mới và người ta cho rằng là cái kết quả này cũng cho thấy được cái việc mà chúng ta sử dụng cái cái, cái phác đồ bổ trợ ông TDM1 là có hiệu quả à, ngoài các cái nghiên cứu mà tôi vừa trình bày thì hiện nay thì cũng có, có một số các cái nghiên cứu về nâng bậc à, khi mà không đạt được cái pcr à, ví dụ như là sử dụng các cái thuốc mới ví dụ như td à, à, so sánh với lệ à, tdm1 trong destiny Bread 05 năm à, hay là các cái nghiên cứu kết hợp giữa tdm1 với tocatinib à, hay là các cái nghiên cứu mà kết hợp cả thuốc miễn dịch với lại các cái thuốc adc như tdm1 à, à, như cái nghiên cứu Astefania thì ở Việt Nam mình thì cũng mình cũng có một cái nhánh bệnh nhân tham gia vào những nghiên cứu này và uh, chúng ta cũng sẽ chờ đợi các kết quả trong thời gian tới uh, và một số các nghiên cứu về hạ bậc uh, ví dụ như sử dụng uh, Cdk46 kết hợp với uh, hóa trị kết hợp với bộ đôi Trastuzumab uh, Pertuzumab uh, trong các nghiên cứu và các nghiên cứu mà không sử dụng um, đến hóa trị như Fosgene thì cần thêm các cái thời gian để chúng ta theo dõi thêm các kết quả thì, thì, tôi xin đưa ra một vài kết luận để kết thúc cái bài trình bày ở đây thứ nhất là thuốc kháng hương 2 thì kinh điển sẽ giúp có cải thiện tiên lượng và việc mà thêm với pertuzumab thì có lợi ích với cái nhóm ung thư vú giai đoạn sớm u lớn hơn 2 cm hoặc có hạch chân tính và các liệu pháp xuống thang giai đoạn sớm xu hướng thời gian gần đây là áp dụng cho những nhóm bệnh nhân T1 là 010 và có các cái điều kiện đặc biệt là không thể sử dụng các cái phương pháp điều trị chuẩn và đây người ta sử dụng paclitaxel hàng tuần kết hợp với chatsumab trong nghiên cứu APT. Việc bổ bút hóa trị thì đang cần có thêm dữ liệu ở nghiên cứu Fergen. TDM1 bổ trợ với ung thư vú hai dương còn tồn dư sau tuần bổ trợ ở nghiên cứu Catherine thì đã cho kết quả cải thiện với OS. Cái cân nhắc bổ trợ kéo dài bằng neratinib sau liệu pháp bổ trợ có chatsumab với bệnh nhân thụ thể tiết dương tính hơn hai dương tính trong nghiên cứu Externet nghiên cứu này thì trong cái năm nay thì không có cập nhật thêm kết quả mới vì vậy tôi không có trình bày tại đây một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý đồng nghiệp và đến ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi có một phần trình bày nhỏ. rồi xin cảm ơn.